Hân hạnh giới thiệu shop thời trang Bonikis, chuyên trang phục trẻ em cao cấp nhập khẩu từ thương hiệu LMP nổi tiếng của Hàn Quốc, lần đầu tiên có mặt tại Kaprata, với giá cả phải chăng, mẫu mã đa dạng, đủ kích cỡ từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên. Quý khách có thể đến mua hàng trực tiếp tại số 86 John Street, Kaprata 2166. Đối với khách hàng ở xa, quý vị có thể đặt mua qua trang web của chúng tôi. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc trên qua số 0425 434 868. Được sự ủy nhiệm của chính phủ liên bang từ năm 1984, ký hôn thú tại văn phòng hoặc tại lễ cưới theo yêu cầu của khách hàng. Mọi nhu cầu về chứng hôn nhân xin liên lạc ông Trương Văn Quang qua số điện thoại 0418 210 507. Chúng tôi rất hân hạnh được trở lại với tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe đời sống của Vietfay TV. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi cũng rất hân hạnh được làm việc trở lại một lần nữa với bác sĩ Phạm Phúc Nhân đến từ Victoria. Kính chào bác sĩ Nhân. Kính chào quý vị theo dõi đài Vietfay TV và Kim Hoàng. Và thưa bác sĩ, trong những cái năm đại dịch COVID-19 thì hầu hết là hệ thống bệnh viện y của nước Úc đã rơi vào tình trạng khủng hoảng khi mà hàng loạt những cái cuộc tiểu phẫu, những cái cuộc giải phẫu không cần thiết đã bị đình hoãn, có thể nói là đình hoãn vô thời hạn. Không biết là bao giờ thì những cái cuộc giải phẫu này mới được thực hiện. Trong khi những cái trường hợp bệnh nghiêm trọng hơn là những cái trường hợp bệnh ung thư thì cũng có rất là ít cơ hội để được tiếp cận với việc trị liệu một cách chi tiết. Và cũng có lẽ vì lý do đó mà trong những tháng vừa qua, khá là nhiều người đã tử vong không phải là vì COVID-19 mà đã tử vong vì tình trạng ung thư. Điển hình nhất một trường hợp vừa mới xảy ra tại Sydney trong cộng đồng người Việt của chúng ta, đó là một phụ nữ rất là trẻ vừa qua đời vì ung thư ruột giai đoạn 4. Nhưng mà điều đáng nói là cái việc những cái triệu chứng phát hiện bệnh nó chỉ xảy ra trong khoảng 2 tuần lễ, và sau 2 tuần lễ đó thì coi như là người này đã không còn cơ hội cứu chữa được nữa. Và cũng chính vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay, hy vọng là bác sĩ Phạm Phúc Nhân sẽ gửi đến cho quý khán giả những cái thông tin chi tiết và rõ ràng hơn về những cái triệu chứng cũng như là những cái nguy cơ khiến chúng ta có thể bị ung thư ruột, một trong những cái loại ung thư mà cái tỷ lệ tử vong hiện nay rất là cao tại Úc, phải không thưa bác sĩ? Dạ, cảm ơn Kim Hoàng. Đúng như Kim Hoàng đã giới thiệu, thì mình nói chung trước khi mình bàn qua cái vấn đề ung thư nói chung và ung thư ruột nói riêng đó, thì mình cũng nói hiểu sơ một chút xíu về cái phát triển của ung thư. Đơn giản thôi, thì như chúng ta mới sinh ra thì chúng ta còn đứa bé, rồi sau đó lớn lên thì đương nhiên là tại lớn lên là do cái sự phát triển của tế bào, tất cả tế bào cơ, tế bào xương, tế bào não, tế bào ruột, tức là nó phân lên, tức là nó nhân lên. Thì cứ một tế bào như vậy thì nó gồm cái tế bào chất và nhân, thì phân ra lớn, tế bào lớn lên rồi phình ra, rồi chia đôi, chia ba, rồi xong cái chia bốn, nhân dân lên, thì nó gọi là tăng sản. Một cái tế bào gọi là tăng sản bình thường thôi. Thì nếu mà nó chia ra nó bình thường, tế bào chất, nhân bình thường, nhưng mà nếu mà nó tế bào chất hay là nhân nó bị một cái yếu tố của cái gene nó nằm ở trong cái nhân á, nó gọi là chromosome á, tức là nhiễm sắc thể, thì nó có những cái nhánh DNA thì nó bị những cái protein nó biến đổi do những cái yếu tố, thí dụ như virus nè, đụng chạm nè, ánh sáng nè, nhiệt độ nè, tất cả cái môi trường bên ngoài hay là chất độc, thì nó sẽ bị biến đổi cái DNA, thì biến đổi DNA nó đảm đổi được chromosome và mới biến đổi cái nhân mà thành ra nó loạn sản, tức là tăng lên mà không, nó lộn xộn nó trơn, nó không còn thứ tự gì hết đó trơn, nhân nó cũng thay đổi, nó méo mó, rồi tế bào chất méo mó, thì đó là loạn sản, thì đi đó, cái tiến trình đó sẽ đi đến ung thư. Thì nói chung là mình ở Úc mình có nhiều loại ung thư lắm, hàng năm ấy, thì như chuyên vào mình thấy là mới năm ngoái thôi nè, năm 2021 á, thì mỗi đợt ung thư là 49.600 trường hợp, nói chung hết các loại ung thư. Thì trong cái đó ung thư ruột, bữa nay mình đề cập ung thư ruột, thì ung thư ruột là đứng hàng thứ hai về chết chóc, cũng như đứng hàng thứ hai về số lượng. Về chết chóc thì có thể nói là ung thư phổi là số 1, ung thư phổi là chết chóc rất là cao, trong đó là ung thư phổi tới 14-15 ngàn trường hợp, nhưng mà nó chết tới là 9.000, trong khi ung thư ruột chết có 6.000. Rồi còn ung thư vú là cái số nhiều nhất là 20 mấy ngàn, nhưng mà chết thì nó còn ít hơn có 3.000 thôi, nghĩa là ung thư ruột nó đứng hàng nhì, rồi chết chóc cũng như là số lượng bệnh.
Vì là tính ra người Úc của chúng ta đó, về năm ngoái người ta thống kê cứ 20 người chỉ có một người bị ung thư ruột thôi đó. Thì đó, Dạ. thì chúng ta thấy rằng cái tình trạng như nó rất Dạ. là nặng. Thì như vào 3 năm qua thì chúng ta thấy rằng cái ung thư ruột nó xảy ra cũng rất là phổ thông. Lý do nào? Thì bây giờ trước khi mình vào cái trường hợp đó thì mình như Kim Hoàng nói, bây giờ làm sao biết được khám có một cái vị nào ở Sydney á, mà nữ mà dưới 50 tuổi, tức là Dạ 40 vâng. cái 45 46 bị ung thư ruột mất mà khám phá trễ. Như vậy thì đối với ung thư cái ruột mình chúng ta nó mình phân tích ra thì nó có bốn lớp. Cái ruột nó có nó mỏng vậy chứ là mà bốn lớp. Lớp đầu tiên là cái mucus, tức là cái niêm mạc. Rồi tới cái dưới cái niêm mạc submucus, rồi tới cái lớp cơ là muscle, rồi bên ngoài là sclerosis, tức là cái thanh mạc. Như vậy thì nó có bốn lớp. Như vậy thì cái ung thư nó phát xuất từ lúc cái niêm mạc đầu tiên, tức là khi mà mình ăn vào thì cái chất độc nó, tức là những cái độc bên ngoài, rồi thịt hay cá hay rau quả, hoặc là những chất độc như thuốc rồi đó, những cái gì mà hóa chất bây giờ nó nhiều lắm, thì nó đi vô cái đường đó thì nó kích thích cái niêm mạc ruột. Những cái niêm mạc nó gồm có những cái gọi là AD, adenoma, trong tiếng y khoa nó adenoma tức là tuyến, mà adeno á, bình thường là nó tăng sản lên thì nó có hai loại adeno. Một cái loại là về bà tubular là ống, tăng sản ống, và thứ hai là tăng sản nhung, tức là villus, là hai loại đó. Thì cái tăng sản nó là 70% lần khi vào 100 mg, còn cái tăng sản bình thường là nó gọi là cả hyperplasia là bình thường thôi, thì nó cũng gây ung thư. Nhưng nói chung là cái u đó nó phát xuất từ như là một cái bắp cải vậy đó, bắp cải mà một cải như là cái nấm đi, mình là cái nấm như vậy hơn, hay là bắp cải không vậy, thì nó nổi lên từ cái niêm mạc ruột, nó gọi ra cái u nhỏ, nó gọi là cái polyp. Polyp là cái hình thù của cái tiếng Việt không biết dịch như thế nào, thì cái polyp là cái u mà u u u lành tính thôi, thì nó từ cái niêm mạc nó lành tính. Nhưng mà nếu mà từ từ cái u đó nó mọc ra từ niêm mạc ruột như vậy, nó sẽ có cái rễ nó đi đi vào bên trong cái thành ruột. Thì nếu mà cái nó đi rễ nó đi tới cái niêm mạc thôi thì nó gọi là giai đoạn 1. Và nếu mà nó đến dưới cái niêm mạc là submucosa là giai đoạn 2. Rồi nó tới cái giai nó qua cái lớp cơ tới giai đoạn 3. Giai đoạn 3 lớp cơ được thanh mạc, rồi xong qua nó qua cái lớp cơ nó xuyên qua ruột luôn, thì nó tới giai đoạn 4 là nó đi ra tới khỏi cái thành ruột. Ba bốn cái lớp đó thì nó đến cái nơi nó gọi là cái hạch bạch huyết. Thì khi từ cái hạch bạch huyết đó nó sẽ lan đi, nó có những hạch bạch huyết xung quanh đằng, nó lan đi tới đâu, tới gan, tới phổi, tới não và tới xương. Như vậy Dạ thưa thì đúng, trong cái trường hợp mà vừa tử vong đó là cái hạch bạch huyết đó là khi mà vô tới bệnh viện để cấp cứu thì nó đã lan ra tất cả các bộ phận khác của cơ thể, và các bác sĩ thì họ nói là họ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu để mà trong cái quá trình chữa trị nó, và cái thời gian thì nó đếm từng giờ khi mà phát hiện như vậy. Nhưng mà thưa bác sĩ, một cách rất là một một điều rất là quan trọng qua những cái trường hợp, những cái sự thật mà mình vừa đối diện. Bác sĩ vừa mới nói là ung thư ruột nó có 4 giai đoạn, và cái giai đoạn 1 hoặc là giai đoạn 2 hoặc là giai đoạn 3, giai đoạn nào nếu mà chúng ta phát hiện kịp thời thì cái nguy cơ mà chữa lành bệnh nó ở mức độ cao nhất thưa bác sĩ? rồi, đúng như vậy. Thì mình theo mình nãy giờ lý luận đó, thì rõ ràng là giai đoạn 1 là rất là tốt, tại vì nó mới có nằm ở trong cái niêm mạc thôi, niêm Nhưng mà mạc làm mình sao là mình bắt đầu mình phát hiện được để mà mình có được cái phác đồ điều trị hoặc là cái phương pháp đó, cái điều đó là trị? một cái hay, mà cái câu hỏi rất hay mà để chúng ta phòng ngừa đó. Thì Dạ. bây giờ, ngày xưa cách đây khoảng 80 năm về trước, chúng ta không có cái ống sôi mềm, không có cái ống sôi mà vô hậu môn cũng như ống sôi trên miệng đi xuống nội sôi đó, không có ống Dạ. sôi đó. Mà cái đầu ống sôi nó có cái đèn để mà chúng ta đi sôi, người ta làm, và đối sôi vậy phải sạch ruột ta mới sôi được, đồng ý không? Như vậy thì nếu mà cái u đó, cái polyp đó, cái polyp dạng tuyến adenoma đó mà nó chưa có bể ra thì làm sao người ta sôi được, nó nhỏ xíu quá. Làm sao người ta biết được, trong bụng mình đâu có biết được, không có triệu chứng gì cả thì không biết được. Đó là một cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi nào mà cái bắp như cái bắp cải đó mà nó nở qua ra đó, thì lúc đó mạch máu nó mới bể ra, thì nó máu mới trộn vô phân được đó. Thì khi mà máu trộn vô phân là đồng thời cái rễ nó đã đi, nó đi đi vô chút xíu rồi, nó vô tới lớp cơ rồi đó. Như vậy thì chính phủ, các nhà khoa học mới thấy rằng ngoài cái ống sôi mềm mà 80 năm về trước không có, bây giờ có rồi đó, thì người ta có cái cách để mà người ta nhìn, ta tìm thấy trong phân nó có cái gì thay đổi. Thì trong phân đó là phải như nãy như mình nói là nó bể ra mạch máu vô,
thì Dạ. máu nhìn trong trong phân đó, lúc đầu mình không, nếu mà mình thấy máu trong phân là đã trễ rồi, thì cái máu nó không có ra, mình nhìn nó trộn trong phân mà lý do cách chúng ta không thấy được. Cho nên chính phủ mới cho cái chương trình gọi là screening của quốc gia có ba cái bệnh, Như ba cái cái là thứ nhất là ung thư. chương trình đó chỉ áp dụng cho những người trên 50 tuổi thôi, thưa bác sĩ. Họ Đúng gửi vậy những cái bộ thử nghiệm về tận nhà, còn thành đó, phần trẻ hơn thì hiện nay chưa có cái cơ hội để mà thực thử nghiệm tại nhà. đúng rồi, cái đó cái câu hỏi đó rất đó, cái khó là cho nên cái chị mà bị trẻ, người trẻ dưới 50 tuổi là bị kẹt cái chỗ đó. Thì trên 50 tuổi cho tới 75 tuổi thì mới là chính phủ mới có được cái tích, cái gọi là cái túi mà gọi là gửi đến để thử phân. Thử phân mới là FOB test đó, là nó gọi là fecal occult blood test đó, thì mình mới thấy được. Như vậy thì cái trường hợp này á, thì mình làm sao mà mình làm được, bởi vì nếu á, mà cái phát hiện thêm nữa, nếu mà chúng ta ở bên trường hợp này mà chúng ta bên Mỹ á, thì chúng ta có thể cái cô đó có sống được rồi. Đây là cái đại xin lỗi đấy, để nói tại vì bên Mỹ nó có thử DNA và thử hồng cầu từ 45 tuổi trở lên. Thì nếu cái đó là chúng ta thử được thì chúng ta thấy là cái DNA, bởi vì nãy mình có bàn cái DNA mà nó thay đổi thành ung thư đó, thì Dạ nó vâng. ở trong phân thấy được DNA, và cái hồng cầu đó mình sẽ thấy cái tế bào của hemoglobin đó, đã từ bên bên Mỹ hiện nay từ 2019, tức là mới có 4 năm nay thôi, bắt 3 năm nay thôi, thì người ta cho cái xét nghiệm DNA và cái tỷ hemoglobin thì đã phát hiện được rồi. Còn nếu mà ở bên Úc này thật sự là trên 50 tuổi mới được thử. Trong trường hợp và nếu mà gia đình mà có nhiều người bị bệnh á, như vậy đó, thì tất cả những chính phủ cho thử từ 40 tuổi. À, 40 tuổi nó gọi cái bệnh nó gọi là polyp á, polyp familial mà carcinoma mà polyposis á, tức là một cái, nó là di truyền, DNA di truyền cả một những người, nhất là nhiều con gái nữa, là nó ở cái polyp nó rải rác từ ở bao tử xuống ruột non, xuống ruột già luôn. Cho nên thành ra lúc đó mình mới thử được. Thì cái trường hợp này cũng rất là đáng tiếc để mà chúng ta không thể thử được cái ID DNA cũng như là hemoglobin ở trong cái phân như bên Mỹ. Có nghĩa là nếu mà chúng ta có một cái nghi ngờ gì đó thì chúng ta có thể đề nghị bác sĩ là thử DNA để xem là nó có một cái tế bào gì bất thường trong cái đường ruột của chúng ta hay Phân không. thượng phân dạ. Nhưng mà nếu mà không có triệu chứng và cũng không có một cái yếu tố di truyền nào từ những thành viên khác trong gia đình, thì một cái biểu hiện nào mà bác sĩ nghĩ rằng nó rõ ràng nhất để có thể xác nhận là mình đã vướng vào cái ung thư ruột rồi ạ? À, đúng. À, nếu mà theo chương trình của screening của chính phủ từ 50 tới 75 tuổi thì chúng ta miss của những người trẻ. Cho nên thành ra là đây là rất là quan trọng cho cái bệnh nhân biết được những cái tín hiệu để đến bác sĩ gia đình. Thì thứ nhất á, là mình cái bệnh nhân nó là đừng có để đau bụng nha, đỡ bụng là trễ rồi, tại vì đau bụng là khối u nó đã to, nó nghẹt ruột rồi mới đau bụng, tiêu chảy thôi. Người nào tiêu chảy mà trên tuần là mình phải đến bác sĩ liền, hoặc là bón, tự nhiên bón, bón là nó thay đổi cái niêm mạc nó hấp thu và tiêu chảy, nó bón là hai cái điều đó. Còn nếu mà thấy máu trong phân thì quá trễ rồi, thấy máu trong phân là nó nhiều chứ không không cần là cái FOB test nữa, hoặc là những cái triệu chứng như là đau bụng hay là sụt cân của những cái triệu chứng ung thư là đã ở giai đoạn 3, giai đoạn 4 rồi. Cho nên chúng ta không, như vậy thì cái triệu chứng đầu tiên là nó gọi là bowel habit change, tức là thay đổi về vấn đề đi cầu thôi. Ví dụ là hoặc là chúng ta đi đi tiêu chảy trên tuần, hoặc là chúng ta bón trong một tuần là chúng ta đã đến bác sĩ. Thì trong trường hợp này nếu mà chúng ta không có được cái thỉ DNA như ở bên Mỹ vậy thì cũng cứu được bệnh nhân, chúng ta phát hiện sớm đó chuyên qua giải quyết như Dạ thế vâng. nào. Vâng, đó là cái giai đoạn nếu mà chúng ta phát hiện sớm thì cái cơ hội sống sót nó vẫn còn. Nhưng mà bước sang giai đoạn 3 và giai đoạn 4 thì cái cơ hội mà để chữa trị lành bệnh là nó càng trở nên hiếm hoi hơn, phải không thưa bác sĩ? Dạ đúng như vậy. Tại vì trong cái trường hợp vừa mới xảy ra thì khi phát hiện là ở giai đoạn 4, ngay cả bác sĩ điều trị thì họ nói là cái cơ hội sống nó chỉ có 5% mà thôi, và cũng họ cũng không có bảo đảm gì trong cái quá trình chữa trị chemo hoặc là cái gì có thể tạo nên một cái kỳ tích, bởi vì hầu như là cái kỳ tích nó chưa bao giờ xảy ra với những người bị ung thư ruột cái giai đoạn nó nặng như vậy. Dạ đúng. À, tại vì cái gì từ cái giai đoạn 1 á, Dạ. giai đoạn 2, tức là nó chưa vào cơ đó, nó mới tới Dạ. cơ thôi, niêm mạc tới cơ, thì khả năng sống của này có thể 98% trên 5 năm. Tại vì Dạ. ung thư người ta không có thể nào nói là chính suốt đời, người ta tính từ 5 năm là phải, người nào mà vượt quá 5 năm là hy vọng cả có thể suốt đời đó.
thì đến cái giai đoạn 1, 2 thì 98% có thể sống. Giai đoạn 3 là còn có 60% năm trên 5 năm. Còn giai đoạn 4 thì đúng là còn chừng 5%. Cái gì 5% thôi. Tại vì sao? À, cái ung thư đó nó đã lan trên gan rồi, nó theo hai đường. Một đường là bạch bạch huyết, nhưng cái hạch bạch huyết á, thứ hai là đường máu, đường cái là đường mã máu, bạch huyết nó đến gan, sau đó là đến phổi. Như vậy thì sau đó, đó đã những người mà mổ ung thư rồi, người ta vẫn còn theo dõi nữa, ta dỡ hàng năm á là nội soi, người ta coi soi trở lại coi nó ung nó như thế nào, rồi theo dõi về máu huyết học, nó gọi là cái CEA đó, tức là cardio mà là embryo antigen hàng năm luôn, hoặc là chức năng gan, hoặc là chụp X quang CT quang của phổi để coi nó có di căn không. Tại vì sau khi mổ xong rồi mình đâu cứ như mắt thường mình đâu có biết là nó di căn như thế nào, cho nên thành ra là cũng phải kiểm tra gan, phổi và não trong 5 năm liền sau khi mổ ung thư ruột. Đó là chúng ta đã nói về những cái triệu chứng sơ khởi, là bất cứ một cái thay đổi nào trong cái vấn đề đại tiện, có nghĩa là chúng ta bị đi tiêu chảy liên tục thì đó cũng có thể là một cái hiện tượng, hoặc là chúng ta bị bón liên tục và những trường hợp đó là bắt đầu xuất hiện tế bào ung thư rồi. Với những trường hợp họ vẫn còn đang khỏe mạnh, họ và họ muốn phòng ngừa để không bị vướng vào cái tình trạng ung thư ruột, họ cần phải làm gì để thay đổi cuộc sống của họ, thưa bác sĩ? Cảm ơn Kim Vàng, cái câu này rất là hay. Chúng ta thấy rằng là như cái ung thư thì nó phát triển khi càng lớn tuổi càng bị, tức là từ trên 50 tuổi thì tới 70 tuổi, 80 tuổi thì nó càng ngày càng lớn, tại vì cái tế bào ung thư nó phát triển và đồng thời nó có những cái môi trường như là X quang, rồi ăn uống, rồi nhiệt rồi đó, nó thay đổi. Nhưng mà có những trường hợp nó cũng là di truyền của DNA của cái người người gia đình đó, thì nó phải 40 tuổi trở lên. Như vậy thì bây giờ trong giai đoạn này chúng ta làm sao chúng ta phòng ngừa ung thư nói chung? Thì nói chung là ung thư là do tác dụng của những cái virus nè, rồi có bacteria nè, có thể di truyền nè, có chất độc tố trong thức ăn. Thì cái ruột mình á, nó tức là ngang chất là ruột già nữa, nó là có nhiều rất nhiều bacteria đó, nó cái mùi đó chúng ta ăn chúng ta thấy cái mùi là tại vì nó bacteriization nó rồi, hoặc virus trong đó, và thức ăn chất độc của chúng ta rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta phải lựa chọn cái thức ăn mà bây giờ nó có thể tốt nhất á, là về thực vật, tức là ăn trái cây rau quả, tất cả, tại vì cái đó là một cái fiber nó vô ruột của chúng ta đó, là nó quét sạch, nó như là cái chổi nó quét hết cái ruột già, nó làm sạch cái đường đó đó cho chúng ta sạch sẽ ở trong ruột già để chúng ta tránh cái vấn đề mà chất chất độc. Nhưng mà nếu mà chất độc mà nếu mà cái ra quả mà bây giờ chúng ta bơm chất độc vô đó hiện giờ bây giờ này thì chúng ta cũng có thể thấy ung bị ung thư nữa, cho nên phải organic chất độc chứ phải là organic. Mà rất tiếc là bây giờ thay đổi giai đoạn này rất là khó khăn về kinh tế, mà rau cải ăn chay nó còn nhiều nặng hơn là tất Có cả lẽ các là đây thứ. là cái giai đoạn nó rất là thích hợp để mà chúng ta bắt đầu cái chương trình organic đó bác sĩ, là Organic bởi vì hiện nay bây giờ chúng ta không mua được thì chúng ta phải tự trồng, tự mà trồng trồng ở nhà thì bảo đảm là dạ organic vâng chứ rồi, không chắc chắn có rồi, ở nhà là hay nhất rồi, chúng ta trồng chứ. cũng như các chùa đó ăn uống rồi xong cái tự trồng chùa rồi trái cây là ăn uống thôi. Đó là một cái. Thứ hai là cái người Úc chúng ta đó ưa ăn BBQ đó, tức là thịt đỏ này, rồi trù nè, thịt bò nè, những cái thịt mà sống như vậy đó mà chúng ta ăn hay là chúng ta nung khói rồi đó thì đó là những cái tóc sinh vào đó sẽ gây ung thư, người ta rất rõ. Hoặc là những đồ hộp, ví dụ như chúng ta ăn cá mòi hay là những cá thịt mà những cái cheese, những cái đồ mà gan rồi đó, những cái gì mà đồ hộp á, cái đó là cũng là một cái gây ung thư rất là nặng. Hoặc là những cái nhiễm trùng như thí dụ như là viêm nhiễm như là những bệnh viêm ruột rồi đó, như là ulcerative colitis nó cũng sẽ là ảnh hưởng. Và đặc biệt là những người mập, xin lỗi những người mà overweight đó, cái mỡ là chúng ta nó gây ra ung thư rất là nhiều. Cho nên tập thể dục là cái quan trọng lắm. Bây giờ tập thể dục mà chúng ta cố gắng làm sao mỗi ngày chúng ta đi bộ hay là jogging á, đi bộ không có được, jogging tới chạy bộ chậm Có nghĩa chậm là đi leo dốc á. đã leo dốc á, đừng cho nó xuống ký, thì cái đó làm rất là tốt cho cái ung thư. Và đặc biệt hai cái chuyện mà cái đời sống là uống rượu và hút thuốc là hai chuyện đó rất gây ung thư ở ở đại tràng. Đó là cái chuyện rất là quan trọng. Và đối với những người mà gia đình mà có ung thư thì chúng ta càng kỹ hơn, và chúng ta cần phải soi những người nãy nói đó là thử cái những chính phủ chúng ta sinh thôi. Chính phủ bây giờ thí dụ chính phủ nó 50 tuổi, bây giờ chúng ta thấy là có cái gì chúng ta sinh 40 tuổi chính phủ vẫn cho như thường, đến bác sĩ yêu cầu cái 50 tuổi là cái level để cho mà để làm,
Nhưng mà sự Dạ. thật nếu mà chúng ta 40 tuổi trung đến là yêu cầu của bác sĩ gia đình nói cho tôi thử cái kit test thì cũng cũng người ta cũng sẽ làm thôi. Cái đó là Như vậy cái là nếu mà bệnh nhân của bác sĩ dưới 50 tuổi họ có nhu cầu họ tới xin những cái bộ dạ thử có nghiệm liền đó là mình dạ vẫn bác sĩ vẫn sẵn sàng để vẫn cho cho, và các bác sĩ khác người ta cũng 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 vẫn cho như thường dạ, để mà Dạ. screening cái tế bào máu ở trong cái hồng cầu à, cái phân. Như vậy thì khi mà cái đường tiêu hóa mà xuất huyết đó, nhiều người ta lo lắm, khi mà đến 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 gặp mà bác sĩ gia đình thì ta nói trời bác sĩ ơi bây giờ thấy rồi đi cầu ra máu rồi thì chúng ta đừng có lo lắm, là bởi vì nó có nhiều, không phải ung thư hết đâu, nó có năm nguyên nhân mà nguyên nhân đa số nhiều nhất là trĩ, người Việt Nam mình đó, hay là người Tây có nghĩa trĩ tức là nó có tới 80% trĩ lận, còn những cái bệnh khác như là bệnh ulcerative colitis, bệnh loét, người Tây Âu thì nhiều hơn chứ người Việt Nam cũng ít thôi, nó cũng gây ra, hoặc là bị kiết lỵ nó cũng ra, rồi những cái bệnh khác như là bệnh cái Crohn disease hay hoặc là những cái bệnh túi thừa của cái ruột già đó, túi thừa tức là do cái lớp cơ nó mỏng nó thành cái túi thừa, nó cũng có thể chảy máu. Thì còn cái ung thư nó thật sự nó có 1-2% thôi chứ không có nhiều đâu, chúng ta đừng lo. Thì đó là để mà khi mà có kết quả thì chúng ta gặp bác sĩ gia đình để nội soi. Và thưa bác sĩ, trong cái chương trình ngày hôm nay đó thì chúng ta cũng đang ở vào cái thời điểm mà dịch bệnh bùng phát rất là mạnh trên toàn quốc Úc Châu, đặc biệt là tại hai tiểu bang lớn nhất là Victoria và New South Wales. Trong những ngày vừa qua, có đôi khi Victoria đã có đến 107 người tử vong chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ vì COVID-19. Đây là một cái nhân số mà chúng ta không bao giờ nghĩ chúng ta đạt được. Nhưng mà rồi thì cũng đã đạt được ngoài ý muốn của tất cả mọi người. Và để cho tất cả mọi người, mọi khán giả của Vietfay TV có thể không trở thành bệnh nhân của COVID-19, hoặc nếu mà có bị dương tính thì cũng không có nguy cơ bị bệnh nặng, chính quyền các cấp hiện nay đang thúc giục chích mũi booster, hoặc là mũi thứ nhất hoặc là mũi thứ nhì. Nhưng mà tiếc một cái, thưa bác sĩ, trong sau khi mà chúng ta đã hăng hái chích hai mũi đầu tiên rồi, qua tới mũi booster thứ nhất thì cái sự hăng hái nó vẫn còn, mặc dù nó có giảm đi chút xíu, nhưng mà đặc biệt là tới cái mũi booster thứ nhì, tức nghĩa là cái mũi vaccine thứ tư, thì hầu như là mọi người đang có những cảm thấy lo lắng, bất an, và cái việc chủng ngừa này nó diễn ra một cách rất là chậm chạp, và đây cũng là cái nguyên nhân mà gây tử vong rất cao tại Úc trong thời gian vừa qua. Bác sĩ có lời khuyên gì với khán giả của Vietfay TV trong cái việc chủng ngừa mũi booster hay không ạ? Cảm ơn Kim Hoàng, đúng là đây là nỗi băn khoăn của tất cả người dân Úc cũng như cộng đồng người Việt Nam của chúng ta, thì các bác sĩ gia đình chắc đều Việt Nam nói chung là đều đều nhận được cái chuyện này hết. Thì đa số người ta đến cái mũi thứ ba và thứ tư á, nhất là mũi thứ tư bà con mà rất chần chờ, là bởi vì sao, cái tiếng đồn nói là bác sĩ ơi không dám chích cái mũi thứ tư này đâu. Hỏi vì sao vậy, thì nói là vì mất trí nhớ, và thứ hai nữa là bị rụng tóc nhiều quá cho nên bây giờ không dám nữa, không dám chích nữa. Thì mình có lẽ đây là một cái mình xin giải thích như thế này quý vị. Vấn đề Cái mà này nó qua giống mất như là cái gọi là thuyết âm mưu đó phải không bác sĩ? dạ chứ có lẽ là vậy, mà đặc biệt là tin đồn này nó ra lan rộng người Việt Nam nhiều lắm, và trong phòng mạch mình có khoảng 70% là Việt Nam mà 30% là Tây, thì 30% Tây họ rất là bình thản, họ không có nghĩ tới cái gì hết, nhưng mà người Việt Nam lại có lẽ tin đồn nhiều quá cho nên thành ra lo lắng. Thì thật sự ra cái mất trí nhớ mà giảm trí nhớ thôi đó là do những người bị COVID nặng, long COVID đó, nặng ở nằm ở ICU đi ra thì họ mất giảm trí nhớ cũng khi sau khi ra viện mà họ phục hồi từ từ. Nhưng mà đối với những cái vaccine mà đứng như là vaccine là AstraZeneca, Moderna, Pfizer và Novavax hiện nay của Mỹ và của Anh á, thì cái linking giữa cái memory loss memory á, mất trí nhớ nó không nhiều lắm. Có thể là lúc đầu những cái ăn 1-2 giờ tuần đầu mệt mỏi rồi khó chịu hay là bị ói mửa cho nên người ta giảm trí nhớ chút xíu, nhưng mà sau đó khoảng chừng 3-4 tháng theo thống kê rõ ràng của các hãng hàng triệu liều đó, hàng trăm triệu liều luôn đó ở trên thế giới đó, thì người ta thấy rằng là như thế này, là khoảng chừng 3 tháng sau khi mà chích tất cả các vaccine nói chung thì có khoảng chừng 2 phần ngàn giảm trí nhớ một chút xíu thôi. 3 tháng sau 2 phần ngàn nó quá nhỏ, những quá nhỏ. Mà bây giờ chúng ta có thể nói giảm trí nhớ là do những người vaccine lớn tuổi nè, khoảng 80 tuổi trở lên, 70 tuổi hay là 30-40 tuổi, người ta lo stress qua 2-3 năm, người ta stress lo lắng của cuộc sống kinh tế. Còn thứ hai nữa là rụng tóc á, rụng tóc là do là mùa đông chúng ta nóng quá, chúng ta lạnh quá chúng ta lại thấy nước nóng,
Thì quý vị thấy là nếu mà trồng lúa mà chúng ta tưới nước nóng vô cây lúa cũng chết, tóc chúng ta cũng như là vậy, cũng bị trồng. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta đừng sợ rụng tóc, nếu mà cha mẹ không có bị hối thì con không có bị hối đâu, tại vì đó là di truyền mà. Nhưng mà chúng ta có tóc thì nó sẽ mọc lại, tóc nó sẽ mọc lại sau khi này, mùa đông qua tới mùa xuân là nó mọc lại. Cũng có kể một cái chuyện này cũng hơi vui, có một cái chị là 80 tuổi đến đây nói: bác sĩ ơi, từ ngày chích mũi thứ ba rồi đó, thì tôi bị quên trí nhớ, tại vì cái tiền của tôi không dám gửi ngân hàng, tôi nhét ở đầu giường, nhét ở kẻ tường là nhiều quá, bây giờ quên rồi bác sĩ. Khi mà cái bữa đó chị đến đây là chị bị cái tiêu chảy, cho mình nói thôi được rồi, hôm nay tôi sẽ chích cho chị cái mũi là phục hồi lại trí nhớ. Chích cái mũi đó là Maxalon 10 mg, chích ăn cho không ói thôi. Chích xong rồi khoảng chừng tối ngày hôm đó, ngày hôm sau 24 tiếng, mừng lắm, điện thoại nói: bác sĩ ơi mừng quá, sau khi bác sĩ chích vô một cái mũi đó là bữa nay tôi tìm đường tiền được liền rồi, tức là phục hồi trí nhớ ngay. Rõ ràng là tâm lý rồi đó, cho nên dạ chúng vâng. ta đừng có lo lắng vấn đề đó. Chuyên hoàng những quý vị nghe nè. Dạ vâng, rất cảm ơn những thông tin của bác sĩ, là bởi vì đó cũng là một cái thông điệp mà chúng tôi cũng muốn gửi đến cho quý khán giả của Việt Face TV, để mà chúng ta có thể tự bảo vệ mình trong những cái đợt dịch bùng phát lần này. Bởi vì nếu chúng ta đã chủng ngừa mũi vaccine thứ ba cách đây 6 tháng thì sẽ không còn hữu hiệu nữa, và cho dù chúng ta đã bị nhiễm dương tính rồi thì chúng ta vẫn có nguy cơ bị tái nhiễm trong chỉ vòng trong 28 ngày mà thôi. Và vì vậy mũi vaccine thứ tư lại trở nên rất là quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Và tại Úc thì Ủy ban Cố vấn ATAGI đã khuyến nghị tất cả những ai trên 30 tuổi đều được cho là đủ điều kiện để chích mũi vaccine thứ tư này. Và vì vậy với những lời giải thích của bác sĩ Nhân là vấn đề mất trí nhớ hoặc là vấn đề rụng tóc, thật ra nó không có liên quan gì đến việc chúng ta chích mũi thứ ba hay là chích mũi vaccine thứ tư cả. Và quý vị hy vọng theo dõi chương trình này thì chúng ta cũng sẽ không còn lo lắng và cũng làm tất cả mọi biện pháp có thể để bảo vệ sức khỏe cho cá nhân mình. Thưa bác sĩ, trước khi chúng ta chấm dứt chương trình thì không biết là bác sĩ có những gì muốn gửi đến cho khán giả của Vietfay TV hay không? Dạ, cảm ơn chuyên hoàng nha, những quý vị nghe đài. Thì hiện nay chúng ta gần qua cái hy vọng là chúng ta Tết này chúng ta cái trận dịch này sẽ chấm dứt. Thì chúng ta ráng screening có ba chương trình của chính phủ đó, nhất là phụ nữ thì có hai cái là vú và mammogram, và thứ hai nữa là về ung thư của cổ tử cung là làm cái Pap smear mỗi 5 năm một lần, mammogram thì 2 năm trên 50 tuổi. Và đặc biệt là colon cancer này ấy, thì chúng ta cũng đến là 50 tuổi trở lên, nếu mà cần chúng ta là 40 tuổi cũng được. Và đặc biệt thêm một cái gửi gắm nữa là như qua chương trình ung thư mà Kim Hoàng đề cập tới, thì qua hiện nay thì có Thượng tọa Thích Phước Tấn là trụ trì Chùa Quang Minh cũng như Giáo hội Việt Nam Thống nhất Úc Đại Lạt tỉnh Tây Lan đó, thấy là qua cái mùa Covid này cái bệnh nhân mà chết ung thư nhiều quá, thì đám ma hàng có thể nói là các chùa ngày nào cũng có đám ma, nó tăng hơn những năm trước là do bệnh nhân ung thư và bệnh nhân stroke. Thì đó là lý do mà trung tâm của ung thư của ở Victoria cũng như Australia có đề nghị với chùa Quang Minh là làm một cuộc gây quỹ. Đương nhiên ở trong chùa thì đồ chay, ăn 10 món ăn chay toàn là mà organic nữa, để tránh ung thư, tất cả ung thư. Thì mỗi vé thì 50 đô, thì ngày 15 tháng 10 này sẽ tổ chức tại chùa. Thì tất cả những cái món ăn là do các Phật tử mà nấu, là chuyên chuyên nghiệp về về đồ chay đó, ăn và mỗi vé có 50 đồng thôi, chứ sự thật là cái vé thì chỉ là bình thường thôi, thì cái cơ quan chính phủ sẽ lấy trực tiếp. Nhưng mà những cái người mà donation, nhất là tất cả các quý vị các hội đoàn là đã đến donation cho thẳng đó được cái tắt đi deductible, thì nó hy vọng là đối với người Việt Nam mà chúng ta đã có rất là có tình nghĩa lắm. Lá lành đùm lá rách, ăn trái như kẻ trồng cây, thì qua Úc này đã từng là gây quỹ cho những cái như là bệnh viện của cả triệu đô la rồi, bệnh viện Sunshine, bệnh viện Royal Melbourne, rồi các nursing home Mekong ở đây cũng như ở Sydney đó, của bác sĩ Tăng Minh làm đó, đó cũng là rất là tốt. Đồng thời cháy rừng và những lục lội ở Queensland, ở New South Wales là rất là tốt, có nó có thể là hàng triệu đô la. Cho nên vấn đề này gây quỹ này chắc cũng hy vọng cũng cả tới 100.000 đô la đó, hy vọng quý vị ủng hộ tại chùa Quang Minh. Cảm ơn chuyên ngoài quý vị nghe đài. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi đang cho chạy cái poster về cái chương trình gây quỹ vào ngày 15 tháng 10 để quý vị có thêm thông tin, và đặc biệt là đối với khán giả chúng ta đang sinh sống tại tiểu bang Victoria. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Phạm Phúc Nhân đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay với Việt Face TV. Cảm ơn Kim Hoàng và tất cả quý vị theo dõi chương trình Việt Face TV. Cảm ơn. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình sắp tới.